cardano.vn dịch tóm tắt video số 822 Cardano và Bitcoin. Sau đây là tóm tắt nội dung video bàn về sự hợp tác giữa Cardano và Bitcoin trong lĩnh vực blockchain và tài chính phi tập trung, DeFi. Sự hợp tác giữa hai nền tảng blockchain hàng đầu thế giới, Bitcoin và Cardano, đang mở ra một tương lai đầy tiềm năng cho DeFi, tài chính phi tập trung, dựa trên nguyên tắc tiền tệ tốt. Khi công nghệ từ Cardano, hệ thống hợp đồng thông minh UTXO tiên tiến, kết hợp với mạng lưới an toàn và phi tập trung của Bitcoin, chúng ta có thể chứng kiến sự chuyển đổi lớn trong cách thức người dùng tương tác với tài sản kỹ thuật số, gia tăng tính bảo mật, linh hoạt và minh bạch trong ngành công nghiệp này. Cơ sở và mục tiêu của sự hợp tác. Sự tích hợp giữa Bitcoin và Cardano không chỉ đơn thuần là hợp nhất các nền tảng mà còn nhằm thúc đẩy một cách tiếp cận hoàn toàn mới cho ngành công nghiệp blockchain. Điều này giúp người dùng Bitcoin có thể tham gia vào các ứng dụng tài chính phi tập trung mà không cần phải sử dụng các nền tảng tài chính tập trung, đồng thời duy trì quyền sở hữu và kiểm soát hoàn toàn tài sản của họ. Bitcoin đã chứng minh sức mạnh của mình với tư cách là tiền tệ phi tập trung, lưu trữ giá trị an toàn và không chịu sự can thiệp của bên thứ ba. Trong khi đó, Cardano với mô hình UTXO, Unspent Transaction Output, không chỉ mở rộng khả năng hợp đồng thông minh mà còn tạo nên một môi trường bảo mật và bền vững cho các ứng dụng DeFi. Đây là một bước tiến quan trọng giúp người dùng Bitcoin có thể dễ dàng tiếp cận các dịch vụ DeFi mà không phải phụ thuộc vào các cầu nối tập trung, dễ bị tấn công. Lợi ích từ việc tích hợp công nghệ Bitcoin OS và Zero Knowledge Proof. Một trong những bước đột phá công nghệ nổi bật trong mối hợp tác này chính là Bitcoin OS, hệ điều hành hợp đồng thông minh cho Bitcoin, kết hợp với công nghệ Zero Knowledge Proof, Zero Knowledge Proof. Trước khi có sự đột phá này, các giải pháp lớp 2 của Bitcoin thường yêu cầu sử dụng các phương thức multisig hoặc có sự tham gia của các bên trung gian, làm giảm tính bảo mật. Nhờ Zero Knowledge Proof, Cardano có thể mở rộng khả năng hợp đồng thông minh mà không làm thay đổi mã nguồn Bitcoin, giúp duy trì an toàn và tính bảo mật của Bitcoin trong mọi giao dịch. Zero Knowledge Proof cho phép Cardano trở thành lớp hợp đồng thông minh của Bitcoin, không cần các cầu nối tập trung và giảm thiểu sự can thiệp của bên thứ ba. Điều này đồng nghĩa với việc người dùng có thể trực tiếp thực hiện các giao dịch DeFi từ ví Bitcoin của mình mà không cần biết rằng họ đang sử dụng Cardano. Đây là bước đi đầu tiên để phát triển một hệ sinh thái tài chính phi tập trung an toàn và đáng tin cậy cho cộng đồng người dùng Bitcoin. Mốc thời gian và sự phát triển quan trọng. Sự tích hợp giữa Cardano và Bitcoin thông qua Bitcoin OS dự kiến sẽ chính thức triển khai vào quý 1 năm 2025. Đáng chú ý, Cardano cũng sẽ giới thiệu tính năng Barbell Fee, cho phép người dùng thanh toán phí giao dịch bằng các loại crypto khác mà không cần phải chuyển đổi sang ADA, token chính của Cardano. Điều này không chỉ tạo sự thuận tiện mà còn tăng cường khả năng tương tác giữa các tài sản khác nhau trong hệ sinh thái của Cardano. Ngoài ra, việc triển khai dịch vụ DeFi trên nền tảng Cardano hiện tại sẽ được tăng cường đáng kể nhờ vào tính năng Barbell Fee và sự phát triển của Zero Knowledge Proof. Các nhà phát triển Cardano hiện đang hợp tác với cộng đồng Bitcoin để tích hợp các ứng dụng phi tập trung, DApp của Cardano và xây dựng các ứng dụng lai giữa Cardano và Bitcoin. Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của cả hai hệ sinh thái. Tương lai của DeFi, thách thức và cơ hội. Sự hợp tác giữa Cardano và Bitcoin là cơ hội để DeFi trở thành một giải pháp tài chính phổ biến và an toàn, đặc biệt khi các hệ sinh thái dựa trên tài chính phi tập trung hiện nay đang gặp nhiều vấn đề về bảo mật và tập trung hóa. Với khoảng 1.35 nghìn tỷ USD giá trị của Bitcoin đang lưu hành, sự tích hợp này mở ra tiềm năng lớn trong việc thu hút nguồn vốn từ cộng đồng người dùng Bitcoin vào các dịch vụ DeFi trên Cardano. Cardano đã được thiết kế với mục tiêu lâu dài, tối ưu hóa cho công nghệ Zero Knowledge và hệ thống UTXO. Điều này mang lại tính năng bảo mật cao, cho phép người dùng Bitcoin truy cập vào các ứng dụng DeFi một cách an toàn và đáng tin cậy mà không cần phải sử dụng tài sản bọc, wallet access hay chịu rủi ro từ các cầu nối tập trung. Với những ưu điểm vượt trội, Cardano và Bitcoin có thể trở thành nền tảng dẫn đầu trong thị trường tài chính phi tập trung, giúp tăng cường tính minh bạch, bảo mật và khả năng mở rộng trong DeFi. Kết luận. Với Bitcoin OS và tính năng Zero Knowledge Proof, cộng đồng người dùng Bitcoin sẽ có cơ hội tiếp cận các dịch vụ tài chính phi tập trung mà vẫn duy trì được tính bảo mật, minh bạch. Sự hợp tác giữa Cardano và Bitcoin không chỉ hứa hẹn thay đổi ngành công nghiệp blockchain mà còn giúp phát triển một hệ sinh thái tài chính phi tập trung an toàn và bền vững. Hợp tác này có tiềm năng biến đổi Bitcoin thành một nền tảng DeFi mạnh mẽ,
đưa tiền tệ tốt vào thời kỳ phát triển mới, đồng thời giúp các Cardano khẳng định vị thế trong ngành công nghiệp blockchain. Các bạn vừa nghe xong bài tóm tắt những điểm chính về lợi ích và tiềm năng của sự hợp tác giữa các Cardano và Bitcoin trong việc xây dựng một hệ sinh thái DeFi phi tập trung và bảo mật. Hy vọng bài viết này đã giúp bạn hiểu rõ hơn về vai trò của mỗi nền tảng và tầm quan trọng của sự kết hợp công nghệ tiên tiến như Zero Knowledge Proof trong việc cải thiện trải nghiệm người dùng và tăng cường tính bảo mật cho các giao dịch DeFi. Bài dịch tóm tắt video được thực hiện bởi cardano.vn. Hãy nhấn like để chúng tôi biết bạn thích bản tin này. Cảm ơn bạn đã luôn ủng hộ kênh của chúng tôi. Hẹn gặp lại các bạn trong các bản tin tiếp theo.